nói cho mình, tức là những cái chức năng chính của thị trường tài chính thì sẽ như nào. Thì nó thực hiện ba chức năng chính. Thì cái chức năng đầu tiên ấy, trong cái ngành đầu tiên là nó allow những cái entities mà để cho mình, một là mình shipping, và sử dụng là người trên mình là người cá nhân mình đi lại rồi. Mình cứ đi lương hàng ngày ấy, nhưng mình sẽ rất sợ luật pháp thì mình sẽ phải dùng tài khoản đấy, mình sẽ phải đủ vào tiền phí lương chính để mình nghĩ là mình bảo vệ cái tiền của mình để tránh luật pháp. Thì đấy shipping, hoặc là mình shipping để cho những mục đích sau này của mình, cũng như là mình hưu là mình có dòng income để ăn đều. Thứ hai là nó giúp mình là borrowing, tức sao là những cái người mà thiếu vốn, những người bây giờ người ta có ý tưởng kinh doanh không? Nhưng mà người ta cần vốn để người ta phát triển cái ý tưởng kinh doanh họ lên một cái limit, thì họ sẽ phải tìm đối diện tìm đến ngân hàng, một là tìm ngân hàng, hai là họ sẽ tìm đến thị trường equity. Equity cách là họ erase vốn trên trường equity. Thì tại sao có những thương IPO, họ cần IPO để họ lấy tiền về, họ dùng tiền để họ làm, họ đầu tư capex, hoặc là họ sẽ bổ sung working capital của họ. Thì cái này học xong FRA thì ngoài kia thì họ có thể borrow này, hoặc là issue equity là cái ý thức mà mình nói trên trường equity, borrow đi bank hàng. Tiếp theo là cái thị trường tài chính họ có thể giúp cho những cái thực thể trên truyền thông tế họ risk management, tức là manage risk của họ. Thì có 3 loại risk chính, 4 loại. Đầu tiên là price risk. Price risk là liên quan đến những cái mà risk nó liên quan đến biến đổi về giá. Bây giờ sự bạn đang cầm cổ phiếu đúng không? Thì bạn có sợ cổ phiếu là nó đi xuống này đúng không? Thì bạn có thể hedge được cái risk đó bằng cách là cái gì đấy? Các bạn học derivative đúng không? Thì có thể hedge được risk mà nó đi xuống này bằng cách là mình short một future. Khi mình short một future thì có phải là có là lúc mà giá xuống thì mình gain được ăn được gain được, và nó sẽ bù lại cái phần lỗ của mình khi mà ở cái vị thế là ăn lên cái set của mình nhân sự. Thì đấy là price risk. Còn currency risk sao là bây giờ mình đang exposure khá lớn vào đồng Việt Nam đồng đúng không? Thì bạn có thể là exposure khá lớn vào đồng USD. Bây giờ là đồng USD tăng giá hàng năm anh nhận được cái đồng USD, đồng USD tăng giá thì bạn rất là vui không? Nhưng mà đồng USD mà giảm giá không? Thì bạn có thể là dùng cái swap, currency swap, và đổi cái dòng income từ USD về sang Việt Nam đồng để tránh cái việc là USD giảm giá không? Thì đấy là dùng currency swap để mình manage cái risk. Tiếp theo là interest risk, thì là nó liên quan đến mình cũng có thể dùng swap, ví dụ là cái này thì mình cũng sẽ kỹ hơn phần sau này. Mình có thể dùng là interest swap, thì từ chẳng hạn như mình đang đi vay với lãi suất cố định đi fix là 6% một năm không, thì hàng tháng thì mình đều phải trả, hàng năm mình đều phải trả 6%. Nhưng mà thời gian sau thì bạn dự đoán là lãi suất thị trường sẽ giảm xuống không? Thì rõ ràng là bình thường thì bạn chỉ khoảng tầm 2 năm sau thì bạn chỉ trả lãi suất 5%, nhưng mà cái hợp đồng của bạn, cái thời hạn của bạn là 5 năm chẳng hạn, thì đến năm 2 bạn vẫn phải trả lãi suất là 6 năm bởi vì bạn kim đồng nhưng cũng ngân hàng đúng không? Thì rõ ràng là lúc mà sau khi mà lãi suất giảm xuống 5% thì đó là bạn là người bị thiệt đúng không? Trong khi ở ngoài thị trường người ta chỉ vay với lãi suất float là 5% thôi. Trước đấy thì người ta sẽ đổi cái việc đi vay 6% này bằng cái khoản đi vay floating. Floating thì lúc đấy thì nếu mà lãi suất xuống thì bạn gần như là không bị thiệt trong việc là đi vay. Thì đấy là liên quan đến là interest swap. Counterparty risk là sao? Ví dụ như các bạn học trong derivative đúng không? Thì là có khi bạn enter bằng forward thì bạn rất sẽ sợ bên kia sẽ xù cái khoản tiền mà bạn trả trong tương lai, hoặc cái khoản món hàng đó bạn trả tương lai. Thì cái việc mà người ta thích dùng future lẫn forward là việc là người ta sẽ có add thêm cái greenhouse, thì người ta sẽ tất cả các cái thanh toán sẽ thông qua một trung tâm thanh toán này, thì bạn sẽ để deposit cái collateral bạn lên. Thì cái việc mà greenhouse nó sinh ra nó làm việc là cái rủi ro theo tôi có thể risk ở hai bên A và B này sẽ bị mất đi. Cái việc cái các cái tin cái greenhouse này nó sẽ giúp các bạn offset cái khoản tiền gửi của bạn hai bạn này, giờ đấy là bạn sẽ không bị mất, không bị sợ này khả năng bị xù. Thì đấy là thị trường tài chính giúp bạn có thể manage được cái counterparty risk.
Rồi ngoài ra thì thường tài chính nó cũng có thể giúp bạn làm việc là exchange assets, là đơn giản là bạn exchange từ tài sản sang tài sản kia thôi thông qua spot market. Ví dụ như bạn có tiền mà bạn muốn mua một mảnh đất đúng không? Thế thì bản chất exchange assets nữa là tiền và bất động sản. Cuối cùng thì cái thị trường tài chính này nó sẽ giúp bạn là utilize cái information. Tức sao trên thị trường tài chính thì những người nào mà có thông tin tốt nhất thì là những người có lợi thế thông tin không? Thì những người có lợi thế thông tin thì họ sẽ chúng ta quyết định là tốt hơn so với những người không có lợi thế thông tin không? Thì những người mà có thông tin đấy thì họ sẽ dựng những thông tin mà những công ty họ public ra, họ nghiên cứu, phân tích thì họ ra tạo ra những cơ hội đầu tư tốt thì sẽ hơn với cả một số đông những nhà đầu tư thị trường không? Thì lúc đấy thì họ sẽ gain được khoản lợi nhuận thì chính giúp họ là utilize the information. Bởi vì sao tất cả công ty là sử dụng vốn trên công ty mà muốn niêm yết trên sàn chứng khoán đều phải hàng ký với công ty mà thì họ nhà đầu tư họ sẽ open và assess vào cái information này giúp. Ok thì đấy là nó là cái nhánh đầu tiên đại khái là nó giúp bạn saving borrowing này security này risk management này exchange assets này rồi utilize the information. Cái ý thứ hai là thị trường tài chính sẽ giúp bạn xác định được đâu là cái equilibrium interest rate. Bởi vì sao? Các bạn học xong môn econ đúng không? Thì là cái lãi suất xác định được là demand cung tiền và cầu tiền đúng không? Thì khi mà nếu mà lãi suất nó sẽ tăng thì sao? Khi nhu cầu vay tiền lớn hơn cái cung tiền đó. Thì đấy là cái này nó chỉ đơn giản ý thôi đâu là bạn giúp bạn xác định một cái interest fair. Ngoài ra thì cái việc mà thị trường tài chính nó cũng giúp bạn là việc mà mình xác định ra thị trường cái lãi suất giúp interest fair là khoảng 3% một tháng không, nhưng mà tại sao có người vẫn phải đi vay với lãi suất là 4%, có người vẫn phải đi vay với lãi suất là 5%, có thể 1%. Thì cái này nó sẽ khác nhau về là quyền. Thì thị trường tài chính nó sẽ giúp xác định cái khoảng xuất xe hoặc cách là họ ép thêm những cái khoảng quyền gồm có liquidity quyền này, rồi là default quyền này, liquidity quyền tức là sử dụng những cái tài khoản này, cái tài sản này, cái liên khoản bắt buộc bạn sẽ yêu cầu lãi suất cao hơn này. Default quyền là liên quan đến rủi ro và sủi lợ thì là nếu mà rủi ro của bạn rất lớn thì ra đấy là lãi suất đi vay lớn hơn. Tại sao khi FE Credit cái lãi suất vay của nó lên tới 35-40% nếu mà tính theo một năm. Bây giờ thì nó đi cho các người mà tức là những bạn trẻ muốn đi vay nhanh vay nóng ấy thì nó sẽ luôn mà sẽ nói lãi suất từ là 35-40% một năm và nó sẽ nói theo kiểu là trả góp chia ra và bạn sẽ cứ tưởng là lãi suất lên khá thấp nhưng mà sử dụng nếu mà bạn tính thử compound theo năm này thì lãi suất lên tới 34% năm chính như vậy bởi vì big bang nó cũng lớn là được rồi thì đương nhiên thì những người đi vay đấy đều là những người mà đang trong tình trạng là khan hiếm thanh khoản thì họ phải yêu cầu và những người đấy cũng có đủ là có khả năng trả được kém nên là người ta phải ép thêm cái free của người bạn. Ngoài ra là còn có maturity premium, tức là sử dụng khoản vay dài hạn của bạn thì nhất là phải có một premium lớn hơn so với khoản vay ngắn hạn. Thì đấy là việc mà thị trường tài chính họ sẽ giúp mình xác định là cái fair interest rate cho một người muốn đi vay hoặc muốn xếp vinh. Có bị nhanh quá không? Cái ý thứ ba thì là cái function cuối cùng thì là cái thị trường tài chính sẽ giúp bạn thì sẽ allocate cái capital của bạn, không phải capital của bạn mà capital của hưởng xã hội vào những cái mà most efficient use, tức là tại sao họ sinh ra thị trường chứng khoán thì thị trường chứng khoán là cái thứ tốt nhất của nền kinh tế không? Thì khi mà cái nguồn lực, cái nguồn vốn capital của xã hội ấy, sắp đổ vào thị trường chứng khoán thì nó sẽ phục vụ cho những công ty tốt nhất để mà nó làm ăn. Thì có phải là rõ ràng là cái capital đấy được allocate vào những cái most efficient use không?
ý nghĩa nó lại càng